Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Phúc lớn mệnh dày, vận may liên tục kéo đến, đếm tiền mỏi tay, đúng trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, thì người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, phát tài cực mạnh, giàu có nhất vùng thiên hạ. Kính thưa quý cô bác anh chị, tháng 3 âm lịch kênh Minh Đường Tử Vi, nguyện cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video, sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Mậu Thân. Hy vọng rằng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Mậu Thân đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao. Đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video, và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng chất lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý cô bác anh chị Mậu Thân thông cảm, hoan hỷ và đồng hành cũng như góp ý kiến, để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi Việt ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình, thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Mậu Thân thông tin cụ thể đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người, cô bác anh chị Mậu Thân nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Mậu Thân phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Bề trên ban lộc, may mắn đổi đời cực dễ, đếm tiền mỏi tay. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, thì người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, phát tài cực mạnh. Và đầu tiên, xin mời quý cô bác anh chị Mậu Thân cùng lắng nghe luận giải tổng quan tử vi của quý bản mệnh Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Theo luận giải mới nhất, thì tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Mậu Thân ảnh hưởng của nguyệt lệnh bệnh, cho nên tuổi Mậu Thân cần chú ý đến tình trạng sức khỏe và tâm lý của mình. Trong tháng này, Mậu Thân có thể cảm thấy mệt mỏi, thiếu động lực và không muốn giao tiếp hay tham gia các hoạt động tập thể. Mậu Thân chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi và suy ngẫm. Đây là do ảnh hưởng của lâm bệnh mà khiến Mậu Thân dễ bị trầm cảm hoặc suy nhược. Điều này cũng ảnh hưởng đến cách ứng xử của Mậu Thân với người khác. Mậu Thân có xu hướng bảo thủ và khó chịu và bất mãn với những ý kiến trái chiều. Mậu Thân không biết lắng nghe và cân nhắc mà chỉ muốn theo ý mình. Điều này khiến Mậu Thân gặp nhiều xung đột và khó hòa hợp với mọi người. Mậu Thân lúc này nên nhận ra rằng mình đang có vấn đề về tâm lý và cần điều chỉnh thái độ. Hãy cởi mở và linh hoạt hơn, biết tôn trọng và chia sẻ với người khác nhé. Về sức khỏe thì Mậu Thân cũng phải cẩn thận. Trong tháng này, Mậu Thân dễ bị tai nạn chấn thương, chảy máu hay là bị bệnh nặng. Đây là do sao Bạch Hổ hung tinh chiếu mệnh. Nó mang đến điểm xấu cho Mậu Thân
cho nên bản mệnh cần giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, tập thể dục và tránh những hoạt động nguy hiểm. Ngoài ra, Mậu Thân cũng nên tránh những tranh cãi hay xung đột với người khác để tránh gây hấn mà hại cho bản thân. Trong tình yêu, Mậu Thân có thể gặp phải những khó khăn và thử thách trong tháng này. Mậu Thân có thể quá yêu cầu và đòi hỏi với người yêu, khiến họ cảm thấy áp lực và bị tổn thương. Mậu Thân nên nhớ rằng, trong tình yêu là sự đồng điệu và hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải là sự phụ thuộc hay là chi phối. Hãy biết quan tâm và lắng nghe người yêu, đừng ép buộc họ phải làm theo ý Mậu Thân. Nếu Mậu Thân có thể làm được điều này, Mậu Thân sẽ có một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Nếu Mậu Thân chưa có người yêu, Mậu Thân cũng không nên vội vàng hay tìm kiếm một mối tình trong tháng này, mà Mậu Thân nên dành thời gian cho bản thân để hiểu rõ mình muốn gì và cần gì trong tình yêu. Khi Mậu Thân hãy biết yêu thương mình trước, thì Mậu Thân mới có thể thu hút được người phù hợp và xứng đáng với mình. Và tiếp theo xin mời cô bác anh chị Mậu Thân cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện, bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy bước sang tháng mới, quý bản mệnh Mậu Thân sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Và làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn? Thì xin mời cô bác anh chị Mậu Thân cùng lắng nghe nhé! Và dấu hiệu đầu tiên sẽ là dấu hiệu về phương diện sức khỏe của quý cô bác anh chị Mậu Thân 1968 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Với thời tiết thay đổi thất thường, sức khỏe của quý bản mệnh Mậu Thân sẽ gặp nhiều khó khăn. Để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại, thì Mậu Thân cần chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Và sau đây là một số gợi ý dành cho Mậu Thân, bản mệnh nên chọn những loại thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể, ví dụ như rau xanh, trái cây, nước ép, nước lọc, trà xanh, sữa chua, hạt giống. Uống nước đủ lượng mỗi ngày, khoảng 2-3 lít nước. Điều này sẽ giúp tính chủ cân bằng nhiệt độ cơ thể, thanh lọc máu, tăng cường miễn dịch và làm đẹp da. Mậu Thân nên uống nước khi cảm thấy khát, không uống quá nhiều một lần và tránh uống nước lạnh, ngủ đủ giấc và điều độ khoảng 7-8 tiếng mỗi đêm. Ngủ giúp tái tạo năng lượng, phục hồi tế bào da và tóc, giảm stress và tăng khả năng tập trung. Mậu Thân nên đi ngủ trước 11 giờ đêm và thức dậy trước 6 giờ sáng, vận động thường xuyên và hợp lý khoảng 30 phút mỗi ngày. Vận động giúp kích thích tuần hoàn máu, tăng cường tim mạch, phát triển cơ bắp, giảm mỡ thừa và cải thiện tâm trạng. Mậu Thân có thể chọn những hoạt động phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, yoga, nhảy dây, bơi lội, thư giãn tinh thần và cân bằng cảm xúc. Mậu Thân có thể dành thời gian cho những sở thích cá nhân như đọc sách, nghe nhạc, xem phim, vẽ tranh. Mậu Thân cũng nên hạn chế những yếu tố gây căng thẳng và lo âu như tin tức tiêu cực, áp lực công việc, xung đột, quan hệ. Mậu Thân có thể áp dụng một số phương pháp thiền định và hít thở sâu để giải tỏa stress và an ổn tâm hồn. Và dấu hiệu thứ hai sẽ là dấu hiệu về phương diện tình duyên gia đạo của quý bản mệnh Mậu Thân trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân cho thấy quý bản mệnh Mậu Thân được tam hợp chiếu cố. Điều này sẽ giúp cho tình duyên của Mậu Thân gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Người độc thân có nhiều cơ hội giao tiếp kết bạn và tìm kiếm người phù hợp với mình. Mậu Thân không nên bỏ qua những cuộc hẹn hò bất ngờ nhé, bởi chúng có thể mang lại cho Mậu Thân những điều bất ngờ. Sự lãng mạn sẽ là điểm nhấn trong cuộc sống tình cảm của Mậu Thân trong tháng này đó. Người ấy sẽ làm cho Mậu Thân cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. Mậu Thân sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp bên người ấy. Nếu mà Mậu Thân đang có mối quan hệ lâu dài, thì đây là thời điểm tốt để hai người nâng cấp mối quan hệ lên một tầm cao mới. Mậu Thân có thể cùng người ấy đi du lịch, dự tiệc hay làm những điều chưa từng làm trước đây. Tuy nhiên, Mậu Thân cũng không nên quá bám víu vào người ấy, mà hãy biết tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Đôi khi để giữ chặt được tình yêu, Mậu Thân phải biết buông tay một chút. Mậu Thân cần có sự độc lập và tự tin trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng luôn phụ thuộc vào người khác. Mậu Thân cũng nên dành thời gian cho bản thân, cho gia đình và bạn bè. Mậu Thân có thể tham gia các hoạt động giải trí, văn hóa hay xã hội để làm giàu kinh nghiệm và kiến thức của mình. Nhìn chung, Minh Đường Tử Vi thấy tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân, bản mệnh sẽ có một tháng đầy màu sắc và hứng khởi. Trong tình cảm, bản mệnh hãy tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho Mậu Thân và chia sẻ niềm vui với người ấy nhé. Vậy bước sang tháng 3 âm lịch, tình hình công việc sự nghiệp của cô bác anh chị Mậu Thân sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị cùng tiếp tục lắng nghe nhé. Và dấu hiệu thứ ba là về phương diện sự nghiệp. Theo luận giải mới nhất tử vi may mắn tháng 3 âm lịch năm 2024 thấy rằng
tháng này là tháng nhị bát nhập cung chính đông của tuổi Mậu Thân. Nhị bát là sao xấu, nó mang lại những điều không thuận lợi cho bản mệnh trong tháng này. Mậu Thân có thể gặp phải những rắc rối trong công việc, nhất là khi phải hợp tác với người khác. Mậu Thân có thể bị người đồng nghiệp ghét bỏ, phản đối hoặc là cạnh tranh không lành mạnh. Mậu Thân cũng có thể bị sếp hoặc khách hàng chỉ trích mà đòi hỏi quá cao hoặc không hài lòng với kết quả công việc của Mậu Thân. Mậu Thân nên cẩn trọng trong giao tiếp, tránh nói những lời không hay hoặc gây hiểu lầm. Mậu Thân cũng nên kiểm soát cảm xúc của mình, không để bị cuốn vào những tranh cãi hay xung đột không cần thiết nhé. Tháng 3 âm lịch năm 2024 không phải là thời điểm thuận lợi để cho tuổi Mậu Thân có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Mậu Thân lúc này nên kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội tốt hơn. Mậu Thân không nên có những hành động liều lĩnh, mạo hiểm hoặc thay đổi quá nhiều trong công việc. Mậu Thân cũng không nên lười biếng, sao nhãng hoặc bỏ bê công việc của mình. Mậu Thân cần có một kế hoạch làm việc rõ ràng và hợp lý, phân bổ thời gian cho từng công việc và hoàn thành chúng đúng hạn. Mậu Thân cũng nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để học hỏi, nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Ngoài ra, tháng 3 âm lịch năm 2024, thời điểm này cũng là một tháng tốt để tuổi Mậu Thân chăm sóc bản thân và cuộc sống cá nhân. Mậu Thân có thể dành thời gian cho gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Mậu Thân có thể tổ chức những buổi gặp gỡ hẹn hò hoặc du lịch để tăng cường gắn kết và hưởng thụ cuộc sống. Mậu Thân cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, ăn uống điều độ, tập thể dục và nghỉ ngơi đầy đủ. Mậu Thân cũng nên tránh những hoạt động nguy hiểm hoặc tiêu xài quá đà. Tổng kết lại, thì tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân có nhiều thử thách và khó khăn, nhưng cũng có những điểm sáng và cơ hội cho công việc. Mậu Thân lúc này nên có một tinh thần lạc quan, chủ động và cẩn thận để vượt qua những trở ngại và tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống trước nhé. Chúc Mậu Thân một tháng mới vui vẻ và thành công. Và dấu hiệu thứ tư cũng là dấu hiệu cuối cùng, sẽ là dấu hiệu về tài lộc của quý bản mệnh Mậu Thân trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Luận giải tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 thì tuổi Mậu Thân cần phải cẩn trọng trong việc quản lý tài chính của mình. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để Mậu Thân đưa ra những quyết định lớn về đầu tư kinh doanh hay chi tiêu. Mậu Thân có thể gặp phải những rủi ro thiệt hại hoặc sai lầm nếu không suy nghĩ kỹ càng. Thay vì vội vàng muốn kiếm được nhiều tiền trong tháng này, thì Mậu Thân nên tập trung vào việc nâng cao các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến công việc của mình nhé. Mậu Thân cũng nên học hỏi từ người có thành công trong lĩnh vực mà Mậu Thân đang theo đuổi để xem họ đã làm gì để tạo ra giá trị và lợi ích cho bản thân và xã hội. Như vậy Mậu Thân sẽ có được những bí quyết và chiến lược tốt để tăng thu nhập của mình một cách hiệu quả và bền vững trong tương lai. Nếu Mậu Thân đang có ý định mở rộng kinh doanh hay bắt đầu một dự án mới trong tháng 3 này, thì Mậu Thân cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động. Mậu Thân cần phải nghiên cứu thị trường, đối thủ khách hàng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của dự án. Mậu Thân cũng nên chọn thời điểm phù hợp hơn để triển khai. Khi Mậu Thân đã có đủ nguồn lực và sự chuẩn bị, mà đừng để lòng tham chi phối quyết định của Mậu Thân nhé, mà hãy tỉnh táo và khôn ngoan. Cuối cùng, Mậu Thân cũng nên tránh xa các hoạt động như đánh bạc, cá cược hay mua vé số trong tháng này. Đây là những hoạt động không mang lại cho Mậu Thân bất kỳ giá trị gì đâu, mà nó chỉ khiến Mậu Thân mất thời gian tiền bạc vào vận may. Mậu Thân vì thế nên dùng tiền của mình vào những việc có ít hơn như giáo dục sức khỏe hay từ thiện. Mậu Thân sẽ được nhiều điều tốt đẹp hơn khi Mậu Thân biết chia sẻ và giúp đỡ người khác đó. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video bề trên ban lộc, may mắn đổi đời cực dễ, đếm tiền mỏi tay. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này thì người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 phát tài cực mạnh. Quý bản mệnh Mậu Thân thân mến, sau đây sẽ là một món quà mà đội ngũ biên tập kênh muốn dành tặng cô bác anh chị Mậu Thân để thay lời cảm ơn. Mậu Thân đã bớt chút thời gian ở lại với Minh Đường Tử Vi. Đến giờ phút này Minh Đường Tử Vi hy vọng những nội dung truyền tải đến quý cô bác anh chị Mậu Thân ngay sau đây sẽ giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Và Mậu Thân đừng quên là sau món quà này sẽ là một phần rất đặc biệt liên quan đến tháng sinh của quý bản mệnh Mậu Thân. Mậu Thân hãy chú ý lắng nghe đến cuối video nhé. Quý cô bác anh chị thân mến, sau đây đội ngũ biên tập sẽ gửi đến quý bản mệnh những lời Phật dạy về 6 pháp lục hòa kính. Vậy lục hòa kính là gì? Lục là 6, hòa là hòa thuận, vui vẻ với nhau trong mọi công việc của cuộc sống. Lục hòa là 6 phương pháp thể hiện cách sống một con người có đạo đức, đem lại sự thuận hòa, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ và chia sẻ cho nhau từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói cho đến mọi việc làm trong cuộc sống. Hòa ở đây với mục đích cao đẹp, lợi ích cho mình và người khác, chứ không phải thụ động nhu nhược, cũng không phải dùng thủ đoạn để âm thầm giành phần hơn về mình. Trong gia đình, anh em sống không hòa thuận, vui vẻ với nhau, thì tình cốt nhục chia lìa,
Vợ chồng không hòa hợp thì sự nghiệp gia đình khó mà thành tựu, con cái chịu ảnh hưởng cách sống của cha mẹ mà bị dằn vặt, đau khổ, ở chung làng xóm với nhau, không hòa thì hay sinh ra giày già gây lộn cãi vã và kiện cáo hơn thua tranh giành, hủy diệt lẫn nhau, sinh hoạt chung một đoàn thể, nếu không hòa thuận thì đơn vị đó trước sau gì cũng tan rã. Bởi vì không có sự hợp nhất và cảm thông cho nhau, thế cho nên chúng ta biết áp dụng tinh thần lục hòa vào trong đời sống hàng ngày, thì con người biết thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người, trong cuộc sống hòa thuận là yếu tố quan trọng hơn hết trong mọi công việc, mọi tổ chức đoàn thể, một gia đình biết sống hòa thuận thì gia đình có hạnh phúc, đất nước hòa thì nước nhà được bền vững và lâu dài. Mọi người biết sống hòa hợp thì thế giới sẽ không còn chiến tranh binh đao loạn lạc, chính vì sự quan trọng của nếp sống hòa thuận trong đời sống gia đình và xã hội. Đức Phật vì lòng từ bi thương xót chúng sinh cho nên đã chỉ dạy cho mọi người biết pháp lục hòa kính, và sau đây là ý nghĩa của 6 pháp lục hòa kính. 1. Thân hòa đồng trụ là thân hòa cùng ở chung, nghĩa là cùng ở chung với nhau dưới một mái nhà, trong một phạm vi hay một tổ chức sống hòa thuận, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ và san sẻ cho nhau để làm tròn trách nhiệm công việc được phân công. Khi đã sống chung và làm việc trong một tổ chức thì phải hòa thuận, vui vẻ với nhau, không dùng uy quyền, thế lực hay sức mạnh để lớn hiếp mà làm tổn hại cho nhau trong một gia đình. Nếu là anh em, vợ chồng, con cái thì phải biết kính trên nhường dưới, trên thuận dưới hòa. Cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái biết phép tắc, lễ nghi theo thứ tự lớn nhỏ để mọi thành viên biết tôn trọng. Nếu là Phật tử cùng tu học với nhau trong một ngôi chùa, là người bạn đạo, là đệ tử Phật, thì phải vui vẻ hòa thuận với nhau, không được chia phe phái công kích lẫn nhau, mà làm ảnh hưởng đến uy tín và thanh danh của nhà chùa. Nếu là đồng bào cùng chung sống trong một đất nước, thì phải lấy sự đoàn kết dân tộc làm đầu với tinh thần không phân biệt chủng tộc hay màu da sắc áo. Dân gian Việt Nam có câu, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Tóm lại đã cùng chung sống với nhau trong một hoàn cảnh, trong một giới hạn nào đó, thì ta phải biết sống hòa hợp với nhau để làm tròn trách nhiệm của mỗi người. 2. Là khẩu hòa vô tránh, là lời nói hòa hợp, không tranh cãi. Sống không tranh cãi, nhưng có quyền góp ý xây dựng với tinh thần hòa hợp, cùng nhau học hỏi không nói với nhau những lời gây chia rẽ bất hòa, mà cần phải nói với nhau những lời vui vẻ, dịu dàng, hòa nhã, từ ái, có người thân hòa, mà miệng không hòa, ăn thua đủ với nhau từng câu nói tìm cách mỉa mai, nói xấu nhau mà tạo ra sự chia rẽ về ý thức, cho nên dễ dẫn đến thù hằn ghét bỏ mà làm tổn hại cho nhau. Lựa lời mà nói cũng có nghĩa là nó nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi, và không nên nói những lời vô bổ mà có thể làm tổn thương cho người khác. Việc thực hiện theo nguyên tắc này có nghĩa là phải biết thận trọng trong sử dụng lời nói trong chừng mực có thể được, phải luôn chọn lựa những cách diễn đạt hòa nhã, êm dịu thay vì là căng thẳng xúc phạm, và điều cần thiết là tránh hẳn sự tranh cãi hơn thua. Chính vì thế, thân hòa cùng chung ở chưa phải là đủ, mà Phật dạy cần phải hòa thuận trong giao tiếp và đối nhân xử thế. Nghĩa là chúng ta phải nói lời dịu dàng, hòa nhã với nhau, không được cãi lẫy, gây gỗ nhau. Nếu có gì thắc mắc cần phải bàn bạc cho ra lẽ đúng sai, thì tuyệt đối phải dùng lời nói ôn hòa, nho nhã mà trao đổi với nhau. 3. Ý hòa đồng, diệt là ý hòa, cùng vui tâm ý luôn hoan hỷ, vui vẻ với nhau, biết thông cảm với những suy nghĩ của người khác, không sang tâm đố kỵ, kiêu ngạo chỉ trích và phê phán ý thức là quan trọng, hơn hết nó là động cơ thúc đẩy miệng nói năng và thân hành động tốt hay xấu. Nếu xét công thì ý đứng đầu mà kết tội cũng là do ý thức. Trong gia đình, vợ chồng không có cùng một quan điểm, không biết cảm thông cho nhau thì dễ phát sinh ra nạn bạo hành và cuối cùng dẫn đến ly hôn. Trong một đoàn thể hay một đất nước, nếu không thống nhất một quan điểm sẽ dẫn đến chia rẽ và tạo ra sự đối kháng mãnh liệt và tìm cách hủy diệt lẫn nhau. Đức Phật đã thấu rõ như thế, cho nên Ngài dạy chúng ta sống chung với nhau phải có tâm ý vui vẻ hòa hợp và thông cảm cho những suy nghĩ không đồng quan điểm. Chính vì thế, trước hết phải có sự hòa hợp tâm ý thì sau đó mới có thể cùng nhau làm việc trong sự hòa hợp được. Thưa quý cô bác anh chị Mậu Thân, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại xin vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Mậu Thân. Xin mời Mậu Thân cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Mậu Thân theo tháng sinh để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng Giêng. Thì tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, tuổi Mậu Thân sinh thời điểm này trong năm thông minh và hiền đức. Họ là người có địa vị được tôn trọng và danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, bạn có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, tuổi Mậu Thân có cá tính khá mạnh,
song về bản chất là người sống biết trước biết sau, kín đáo, yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác. Cho dù có khó khăn thì cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, họ là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người. Cho nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo, cho nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quang lộ. Vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng 2 âm lịch. Thì xem vận mệnh tuổi Mậu Thân theo tháng sinh, người sinh vào tháng 2 âm lịch trùng với tiết kinh chập, đa phần dễ làm nên thành công vang dội. Địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, cho nên thông tuệ hơn người, bạn có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi Mậu Thân là người có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng cao nhã không hề thô tục, đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì tuổi Mậu Thân sinh tháng 2 âm chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền phạt, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu thì cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm là tiết thanh minh, tuổi Mậu Thân có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, tính tình thẳng thắn cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí của họ rất cao chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên, họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 3 âm lịch, luôn tạo áp lực cho mình, họ hay vất vả chạy vạy ngược xuôi nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm trùng với tiết lập hạ, cho nên những chú khỉ sinh tháng này thiên tín thông tuệ mẫn tiệp, nữ mệnh số phú quý giàu sang, mệnh phát về điền trạch. Bạn sẽ có được quyền chức trong tay nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn, có điều, may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét theo tử vi khoa học thì sinh vào tháng 4 âm, tuổi Mậu Thân tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, họ luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện, bạn biết giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền, không loạn, khi khó khăn sẽ được quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào, cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực yêu thương con cháu, từ tấm bé thì con giáp này đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều năm. Vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết mang trùng, tuổi Mậu Thân tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học nghệ thuật, có thể thành công, nhờ thế người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại chần chừ, có văn nghĩ, nhưng lại không có văn làm, họ suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Xét về trung vận thì họ không được tốt bằng hậu vận, cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình vượt khó khăn để có được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi, trong tay họ vẫn có chuyển biến lớn có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng 6 âm lịch. Thì tháng 6 âm trùng với tiết Tiểu Thử, tuổi Mậu Thân sinh vào thời điểm này trong năm học sâu hiểu rộng, họ là nhân tài hiếm có, tuy nhiên họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực, cho nên họ không được quyết đoán, vì thế khó thành đại sự, không có chí tiến thủ họa phúc vô thường, dễ an phận vận mệnh thăng trầm khó định. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 6 âm lịch thì họ có bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc, họ có nhiều bạn có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp, quan sát thuộc tính tháng sinh này, nếu thay đổi suy nghĩ có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công, nếu sống thờ ơ không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội mà rất khó gây dựng được sự nghiệp, cuộc sống khá vất vả, phải đến năm tháng tuổi già thì mới được an nhàn. Vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết lập thu, tuổi Mậu Thân sinh tháng 7 âm, cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt cho nên bạn giữ được vận trình thuận lợi, hanh thông có quyền có thế, may mắn ở bên chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh tháng này khá bình yên, họ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, trong khi người thân hết lòng giúp đỡ cho nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song, bản mệnh cần ghi nhớ trước khi làm chuyện đại sự thì phải bàn bạc thương lượng với người thân nhé, để tránh phạm phải sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình.
vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết bạch lộ, tuổi Mậu Thân sinh tháng này có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt thì mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết thưởng thức cuộc sống cho dù không có ai giúp đỡ, thì họ vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ yêu thương, anh chị em quan tâm, cho nên họ học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng 9 âm lịch. Xem vận mệnh tuổi Mậu Thân theo tháng sinh, đa phần người sinh tháng 9 âm trùng với tiết bạch lộ, tuổi Mậu Thân xã hội tháng 9 âm tiền bạc dồi dào. Trời Phật thương xót cho phúc lộc được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do thoải mái, yêu sao với đời nhờ nhẫn nại kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 9 âm lịch, tuổi Mậu Thân sinh ra đã có số thưởng thức, cuộc đời của họ thông dong luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn gì thì bạn đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là rơi vào tiết lập đông, tuổi Mậu Thân sinh tháng này khoan dung đôn hậu, họ sẽ được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời xin hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý về mình. Hậu vận cực thịnh, nói vậy nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc thì tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, cho dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà gì. Vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh tháng 11 âm lịch. Thì tháng 11 âm là tiết đại tuyết, người này tính tình bốc đồng cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao. Danh lợi song toàn cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, họ có thể thoải mái theo đuổi những gì mình thích, mọi sự dễ thành, họ làm gì cũng có được thành quả. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 11 âm, cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chẳng chút u sầu, vận mệnh của họ khá tốt, vũ quang đoan chính, dung mạo anh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, cho nên bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu. Cuối cùng là vận mệnh tuổi Mậu Thân sinh tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp còn gọi là tháng Củ Mật, là trùng với tiết Tiểu Khản, tuổi Mậu Thân sinh tháng này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay. Trên đời có đận khó khăn hung nhiều cát ít, vì thế dễ bị tổn thọ. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 12 âm, cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, vì thế khiến cho con giáp này sớm từng trải có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm, số mệnh long đong lận đận. Nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì bền bỉ thì sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người. Mậu Thân nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải nhé. Bạn đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan lên, tích cực lên, hãy giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghĩ của bạn đó. Và trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung bề trên ban lộc, may mắn đổi đời cực dễ, đếm tiền mỏi tay. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này thì người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 phát tài cực mạnh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác anh chị thông cảm. Hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý cô bác anh chị Mậu Thân, thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Mậu Thân nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.